Chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Đăng Khoa của mình nha. Thì đầu clip thì mình có quay sơ qua cho anh em mình cùng xem tất cả các lo mà mình hôm nay mình chuẩn bị giới thiệu với mọi người. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình đi vào từng cặp một nha, cũng như là đo kích thước và báo giá nha mọi người ha. Đó, thì đo quay cận cảnh cho anh em mình cùng xem luôn. Thì đầu tiên thì mình sẽ quay cái cặp bát trước nha mọi người ha. Này cặp bát đường kính là 17 ha mọi người. Đường kính 17 của JVC nha. Đó. Đây. JVC từ kép nha mọi người. Thì cặp này thì giá là 800 nha. Anh em mình có nhu cầu thì mình cứ liên hệ. Nói chung là sexy bảy màu là đẹp ken luôn đó mọi người. Đó thì cặp JVC đầu tiên đường kính là 17 phân. Đó thì cái lo này anh em về mình có thể thay thế lo hoặc là mình có thể chế cháo gì đó thì tùy vào nhu cầu của anh em nha. Đó. Đây, mình sẽ quay tổng quan hết cho anh em mình cùng xem. Nói chung là đẹp ken luôn. Thì giá cặp đầu tiên là giá là 800 nha mọi người. Thì đường kính là 17 phân. À, mình quên nữa, mình đo rồi mà mình còn đo nữa. Thì đường kính là 17 phân nha mọi người ha. Thì giá là 800 cho cặp đầu tiên. Rồi, mình sẽ để cặp này qua một bên nha, đỡ tốn thời gian của anh em. Và bây giờ mình sẽ tiến hành mình quay cái cặp này nha mọi người ha. Thì cái cặp này hỏng mình không có biết cái thương hiệu gì mọi người, mình không có định lấy ha. Nhưng mà mình thấy cái màn lo của nó đẹp quá, với lại mình nhúng thử cái màn á thì mình thấy cái độ nhạy cái màn của nó thì cũng khá là ok luôn. Thì mình lấy về luôn nha mọi người ha. Thì mình đã test rồi thì chất âm cũng khá là hay, cho nên là mình quay clip mình giới thiệu với mọi người luôn. Thì cái cặp này mà hỏng cái màn nó xấu hơn xíu nữa thì mình cũng không có lấy nữa mọi người, tại thứ nhất là mình không có biết cái thương hiệu gì á, thì lấy về thì cũng khó là bán ha. Những cái dòng lo này mình lấy vào thì giá nó sẽ rẻ hơn những cái lo mà rã ra nó có thương hiệu mọi người. Tại vì những cái hàng này á thì rã ra có đôi khi thì những cái hàng nó không có in cái logo trên lo đó, cho nên là cái cặp này mình nhập vào giá thì nó cũng rẻ hơn. Với lại mình nhìn cái màn lo của nó đẹp mọi người ha, mình nhìn màn lo quá trời đẹp luôn, cho nên là mình đã quyết định mình lấy về luôn. Thì mình làm clip thì sẵn tiện mình quay và mình giới thiệu luôn, thì biết đâu anh em nào mà mình có nhu cầu thì mình có thể liên hệ để sở hữu em nó nha. Nó thì mình sẽ đo cái kích thước nha mọi người. Thì chiều ngang của em nó là 20 gần 28 phân nha, còn chiều xéo là 3 gần 31 phân mọi người, gần 31 phân. Thì em này là màn giấy ha, màn giấy và màn sóng, thì mũi là mũi giấy luôn nha mọi người ha. Đó, thì nói chung là cái mặt lo thì nó rất là đẹp luôn. Thì anh em mình có thể quan sát nha. Đó. Thì anh em nào mà mình thấy có nhu cầu thì mình cứ liên hệ, thì giá cặp này là 1,2 triệu nha mọi người ha, 1,2 triệu. Thì anh em nào ở gần nhà mình thì qua nhà lấy, còn anh em ở xa thì mình sẽ đóng hàng cho anh em thôi. Đó, thì địa chỉ của mình là ở Hồ Chí Minh nha. Nếu anh em nào gần Hồ Chí Minh thì cứ báo với mình ở quận Bình Tân, đường Nguyễn Thị Tú nha mọi người ha. Địa chỉ là 267/7 Nguyễn Thị Tú. Đó, thì anh em nào ở gần thì mình có thể qua nhà để mà mình nghe thử ha. Được thì mình bế em nói về luôn. Đó, thì nói chung là anh em ở gần thì qua lấy hàng cũng khá là nhiều. Nói chung là anh em chơi thì ở đâu cũng có mà. Thì mình sẽ ship hàng đi tất cả các miền nha mọi người ha. Thì thường ngày anh em mình hỏi có ship hàng đi không, thì mình ship toàn quốc nha. Anh em ở đâu mình cũng ship tới hết. Thì anh em có nhu cầu thì mình cứ liên hệ với mình ha, qua hai số điện thoại phía dưới màn hình. Đó, thì mình sẽ quay tổng quan cái mặt lo cho anh em mình cùng xem nha. Thì cái cặp này hổm về nó bụi lắm mọi người. Mình quét sơ sơ á, nó rất là bụi luôn. Thì cái màn lo nó cũng bụi nhiều lắm nè. Đó, thì chứng tỏ cặp lo này cũng đã sử dụng khá là lâu ha. Đó. Thì những cái lo mà nó sử dụng lâu như thế này á, mà cái màn lo còn đẹp như thế này thì cũng rất là ít nha mọi người ha. Chủ nhân cũng rất là kỹ luôn. Đó. Chứ những cái lo này anh em mình càng nâng niu thì nó sẽ càng bền như mình thôi. Rồi, mình sẽ chuyển sang cặp tiếp theo nha mọi người. Thì, cặp tiếp theo là cặp 20 mọi người. Thì cặp 20 này là của Anh Quốc nha. Đó, thì ngoài trời mưa hơi lớn mọi người ha, thông cảm cho mình. Rồi mình lỡ quay clip rồi, mình quay luôn. Thì chiều ngang của em nó là 20,5 phân ha. Thì giá cặp này là 1,3 triệu nha mọi người ha. Màn giấy tổng hợp, mũi là mũi giấy luôn. Gân đã thay nha mọi người, gân đã thay. Thì cái gân này người ta thay bên kia luôn á mọi người ha, chứ không phải là mình thay ở Việt Hùng. Thì bên kia người ta thay luôn, thì mình lấy về thì mình bán cho anh em luôn. Thì giá cặp này là 1,3 triệu nha. Anh em mình có nhu cầu thì mình cứ liên hệ. Thì cái dưới này nó hơi bị tróc một xíu nha mọi người ha. Nó thì anh em mình quay anh em có thể nhìn thấy nè, hoàn toàn không ảnh hưởng nha mọi người, không ảnh hưởng chất âm nha.
Thì cặp 20 của Anh Quốc này thì giá là 1.300.000 đó, thì mình sẽ quay tổng quan luôn. Thì chính xác phụ bì là 20.5 đó. Thì anh em có thùng lo 2 tấc là mình bỏ vào ok nha. Thì mình sẽ quay tổng quan cho anh em mình cùng xem. Anh em mình thấy có nhu cầu thì mình cứ liên hệ nha. Thì nó cũng còn khá là bụi mọi người, để mình lấy nét cho anh em mình xem. Thì cặp này mình nghe nhạc là tiếng rất là mềm luôn nha, bass rất là mềm luôn mọi người. Nói chung cặp này mình anh em mà lên thùng nghe nhạc thì tiếng nó hơi bị ấm luôn á ha. Nói chung là nghe trong phòng thì cặp này ok luôn. Rồi, thì mình sẽ chuyển sang cái cặp tiếp theo nha. Tiếp theo là một cái cặp lo có đường kính là, để mình đo luôn cái khung nhựa trên là 17 phân. Nó gỡ khung ra nha mọi người. Thì cái lo này có nguyên cái viện trên nè, mình lấy về luôn, nó cho nó đẹp mọi người ha. Thì chiều ngang của em này là 16 phân rưỡi nha. Mình đo cái lo thì là 16 phân rưỡi, còn đo luôn cái viện này thì 17 phân. Nó bỏ cái viện này vô, khá là đẹp mọi người. Thì cái màn em này thì rất là đẹp luôn mọi người ha. Thì cái cặp lo này có thương hiệu là của Entas nha mọi người ha. Nó Entas. Thì nói chung là cái tiếng Anh mình chỉ đọc, mình đọc như thôi chứ mình phát âm không có chuẩn. Cho nên là anh em mình xem thì cũng thông cảm giùm mình nha. Đó, nói chung là mình chỉ phát âm cho nó anh em biết thôi chứ không có chuẩn lắm. Thì mong anh em mình thông cảm giùm. Rồi, mình sẽ quay luôn cái chiếc bên trong nha. Đây, thì cái màn lo này mọi người. Thì cái màn này, cái mũi là mũi vải nha. Mũi vải gân zin nha mọi người ha. Gân zin có mã số trên gân nè. Đó. Thì cặp này thì giá là 1.200.000 nha mọi người ha. 1.200.000. Thì cái đường kính của nó chỉ có 16 thôi. Đó, thì anh em mình có nhu cầu thì mình cứ liên hệ nha. Cặp Entas. Nãy giờ mình cứ đụng cái tay mình quay phim mà cứ đụng cái giáo quay hoài luôn mọi người. Rồi mình sẽ quay luôn cái chiếc cuối cùng nha, cái cặp cuối cùng. Thì cặp cuối cùng đường kính là 22 đó mọi người. Đường kính là 22 ha. Và cái mũi hình như là mũi nhựa mọi người. Mũi nhựa ha, mũi nhựa. Thì gân là gân cao su, gân này gân zin nha mọi người ha, gân zin. Màng là màng carbon, màng carbon rất là đẹp luôn. Thì cái màng này theo 5 tháng thì nó không có dính bụi đâu mọi người. Thì nó dính bụi thì anh em mình phủi nó sẽ ra nha, nó sẽ sạch ngay. Đó. Thì mình sẽ quay tổng quan cho anh em mình xem nội thất phía bên trong. Thì ở nó bị bụi nửa bên nè. Chắc mình người ta để trong thùng nó bị bụi bên bên ha mọi người ha. Đó, bụi không là bụi nè. Thì cặp này thì giá là 1.800.000 nha mọi người. Để mình coi cái hiệu là Pate nha. Đây, Pate. Thì cặp loa này là công nghệ của Mỹ nha mọi người ha. Công nghệ của Mỹ. Thì anh em mình có nhu cầu cặp này thì cứ liên hệ nha. Giá cặp cuối cùng này là 1.800.000 nha mọi người. Với hình thức mặt lo là rất là đẹp luôn. Đó. Rồi mình sẽ quay luôn cái chiếc cuối cùng. Và xin được kết thúc clip luôn. Để anh em mình xem clip thì nó hơi bị dài ha mọi người ha. Thì cái tem này nó bị tróc muốn hết luôn mọi người ha. Nó bị xước á. Tại vì cái gò này nè, người ta để xuống á, nó bị xước quá trời luôn nè. Cũng hơi là còn lại cái tem đó mọi người. Thì cặp này còn cái thông số này là 8 ohm và 120W nè. Thì thích hợp cho anh em mình chơi trong gia đình ha. Thì nói chung là chơi trong gia đình thì tầm 120W lo này thì chơi quá là tốt rồi. Đó. Rồi anh em mình có nhu cầu thì cứ liên hệ. Tất cả lo mình đã đều quay và đo kích thước và báo giá hết rồi. Anh em ưng ý cặp nào thì cứ liên hệ với mình cặp đó thôi. Hai số điện thoại phía dưới màn hình nha mọi người ha. Rồi clip của mình tới đây xin được kết thúc. Và xin chào tất cả mọi người. Và hẹn gặp lại mọi người vào video clip tiếp theo. Rồi mình xin chào tất cả mọi người.